Trong cái video này thì sẽ nói về cái bệnh cường lách nhé. Như các bác đã biết ấy, thì cái bệnh về cường lách hay còn gọi là đơn giản gọi là cái lá lách to nhé. Thì để hiểu rõ hơn ấy, thì về cái cường lách ấy, thì như này, tức là cái tác dụng của cái lá lách ấy, thì nó có cái tác dụng là nó sẽ loại trừ đi các cái tế bào máu bất thường nhé. Cái tế bào máu bất thường ấy thì nó được lá lách nó loại trừ đi. Nhưng vì một lý do nào đó mà đến lá lách nó bị bệnh, nó không những loại trừ là cái tế bào máu bất thường mà kể cả những tế bào máu bình thường thì cái lách nó cũng giữ lại. Vì vậy cho nên gọi là cường lách. Cường lách thì nó cũng biểu hiện là cái lá lách nó cũng to lên nhé, và nó cũng gây đứt là cái hạ sườn trái của các bác nhé. Đấy. Còn cường lách ấy, nó có một loại nữa là cường lách trong xơ gan, có nghĩa là khi mà xơ gan ấy, nó gây ra bệnh và nó gây ra cả cường lách nữa thì cái xơ gan thì gan cũng bị to rồi, gan cũng cứng nha, thì nó sẽ có thể gây cả đau tức ở bên phải, còn lá lách thì lại gây đau tức ở bên trái. Khi nào mà các bác bị cả bên trái cả bên phải mà lá lách to thì thông thường sẽ bị hai triệu chứng, một là cường lách, hai là xơ gan và có thể là gan to. Thì cái việc chuẩn đoán chính xác nhất ấy, thì các bác đến các bệnh viện, người ta sẽ có các phương tiện và có các phương pháp để xét nghiệm nhé. Và có một số bác ấy, thông thường ấy, thì điều trị ở lá lách to ấy, hoặc là cường lách ở bệnh viện đấy nhưng mà không khỏi được ấy, thì bắt đầu các bác mới quay về dùng thảo dược, và đa phần là đều như vậy nhé. Vì vậy cho nên là thảo dược ấy thì luôn luôn là cái phương án đi sau cho các bác khi mà không còn cái phương án nào để điều trị nữa, hoặc là các bác điều trị bằng thuốc tây y hoặc là các phương pháp điều trị của các bác đã điều trị rồi nhưng mà nó không có hiệu quả thì các bác mới quay về cái phương án cuối cùng là thảo dược. Vì vậy cho nên là khi mà các bác dùng đến thảo dược rồi ấy, thì cũng các bác cũng lưu ý rằng cái thảo dược nó cũng giống như các cái phương pháp khác mà các bác đã điều trị, nó không thể khỏi một sớm một chiều được. Trên tay tôi đang cầm đây là một loại thảo dược dùng để điều trị cái cường lách hay gọi là lá lách. Thông thường thì sẽ có hai loại thảo dược các bác nhé. Một loại thảo dược nó có tác dụng là thải độc và một loại thảo dược nó có tác dụng để điều trị. Thì trên tay tôi đang cầm đây chính là loại thảo dược có tác dụng điều trị các bác nhé. Còn đây là cái thảo dược có cái tác dụng thải độc này. Thường thì gói thải độc mà các bác thường nhận được thì nó sẽ bé. Đây là gói gói to các bác nhé. Gói to này thường thường thì các bác đặt liệu trình cả tháng thì nó mới có gói to như này. Còn các bác đặt một liệu trình dùng thử ấy, thì thường thì đã được một gói này và một cái gói thải độc nó sẽ nhỏ hơn để các bác dùng nhé. Tại sao lại phải dùng thải độc? Bởi vì khi mà các bác bị cái bệnh cường lách này rồi thì trong cái đường ruột của bác hoặc trong gan của bác ấy, đều có những cái nhiễm độc cụ thể rồi. Thứ nhất là các bác dùng kháng sinh rồi dùng các loại thuốc khác nhau nhé. Nó sẽ ứ đọng ở trong gan, trong tụy, rồi trong lá lách, rồi trong đại tràng, đường ruột của các bác. Vì vậy nên cần phải dùng cái thảo dược này ta thải độc đi. Nó cũng giống như một cái chổi ấy, quét nhà, ta quét sạch những cái bẩn đi nhé. Sau đó thì dùng cái thảo dược điều trị này vào thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Tuy nhiên một số bác ấy thì dùng cái thải độc này nó không hợp thì các bác có thể không dùng nhé. Còn bác nào mà dùng thấy nó hợp thì bác cứ dùng cả hai loại cho nó. Hai loại ấy thì khi mà chúng tôi đóng gửi cho các bác ấy, sẽ đóng riêng như thế này nhé. Hai loại, mỗi loại một túi và sẽ ghi rõ cách dùng. Với các loại thảo dược thải độc với thầy thì các bác ngày dùng 2 lần, mỗi lần khoảng độ tầm 2 thìa sữa chua nhỏ. Còn các loại thảo dược điều trị này thì ngày các bác dùng cũng 2 lần, mỗi lần các bác dùng khoảng độ tầm 5 thìa sữa chua nhỏ nhé. Thường gói này là 200 g, các bác dùng khoảng 10 ngày. Tức là mỗi ngày dùng khoảng 20 gram cái thảo dược có tác dụng điều trị này. Khi mà các bác dùng ấy thì mà thấy ví dụ như là người nó dễ chịu hơn thì các bác lấy tiếp. Thường ấy thì dùng khoảng 10 ngày này để các bác cảm nhận thôi. Còn điều trị thì các bác lưu ý rằng với cái bệnh lá lách to thì các bác phải điều trị từ 3 tháng trở lên nhé. Có những bác phải điều trị 6 tháng, thậm chí cả năm trời với cái bệnh lá lách to này. Còn dùng 1 tháng mà các bác yêu cầu nó khỏi được ấy, thì là không có cái thuốc kia đâu nhá. Khẳng định như vậy cho nó rõ ràng. Bởi vì sao? Vì là các bác đã chữa rất nhiều các loại thảo dược khác nhau rồi, thậm chí rất nhiều các loại thuốc khác nhau rồi. Các bác mới dùng đến thảo dược
bác đòi một tháng nó khỏi thì điều đó là không xảy ra nhé. Nữa là các bác dùng một liệu trình khoảng 10 ngày này cũng muốn nó khỏi, điều đó cũng không xảy ra, mà chỉ dùng để cảm nhận rằng các bác dùng cái thảo dược này có được hay không, đấy, có thấy nó dễ chịu hay không thôi, thì các bác dùng tiếp nha. Còn các bác dùng với liệu trình từ 3 tháng trở lên, 3 tháng là ít nhất, còn thông thường thì với la lách to các bác phải dùng đến 6 tháng, thậm chí cả 1 năm đấy, hoặc là cường lách thì cũng như vậy, các bác phải dùng từ 6 tháng nha. Ít nhất là 3 tháng mới có cảm nhận về cái chuyển biến là cái la lách nó nhỏ đi được. Còn lại thì các bác phải dùng 6 tháng, thậm chí dùng cả 1 năm với cái lá của các bác thì nó mới có hiệu quả được. Còn không thì các bác muốn có hiệu quả tức thì ấy, thì chỉ có một phương pháp, đó là cái phương pháp và can thiệp bằng y học hiện đại nha. Thì xin chia sẻ tới các bác và các bạn là cái cách chữa cái bệnh cường lách là như vậy. Thì bác nào mà muốn dùng cái thảo dược hoặc muốn dùng thử cái thảo dược thì vui lòng liên hệ qua thảo mộc HHT, số 4 là 0932 310345. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi nhé.